khi trong tay mà anh em chỉ có 20 cho đến 25 củ thôi mà anh em muốn tìm một chiếc xe độ đẹp thì anh em hãy qua ngay trực tiếp bên nhà mình nhé. Còn nếu mà các anh em đi cửa hàng khác ấy, thì anh em chỉ mua được xe zin thôi với tầm giá đó. Nhưng hiện tại bên mình đang chào bán 3 chiếc scooter này chỉ giá từ dao động từ 25 cho đến 27 củ thôi. Thì mình sẽ giới thiệu qua về 3 chiếc xe này cho anh em xem nhé. Như trước đầu tiên thì đã lên sẵn cho anh em quả bi cầu này, dàn áo màu xanh rất là đẹp luôn. Thì anh em có thể xem đăng ký và sản xuất 2021. Thì trước này bên mình đang chào góp trước 3 củ là anh em có thể lấy xe rồi. Còn hai chiếc Exeter độ kiểng này thì cũng lên cả bi cầu này, rồi vành của 135 và heo Adeline lên hết rồi. Thì trước cuối cùng thì anh em có thể xem qua này, vành ba đao này. Đấy, xe đẹp như thế này thì tội gì anh em phải mua xe zin nhỉ? Nó chỉ có hơn 20 củ thôi. Thì nếu mà các ông bỏ ra hơn 20 củ đi mua xe zin đúng không? Thì xong về anh em lên đồ như này nó phải chênh lên tầm 38 cho đến 40 củ anh em ạ. Thế nhưng anh em qua trực tiếp bên mình nhá thì xe đã được lên đồ chơi sẵn rồi mà giá chỉ như xe zin. Đặc biệt là bên mình đang hỗ trợ trả góp, các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi, có căn cước công dân và trả trước cho mình 3 củ là anh em có thể lấy xe. Vẫn hỗ trợ sang tên làm biển chính chủ cho anh em bình thường nhá. Nếu anh em thích và kết 3 chiếc xe này thì anh em nhấc máy lên và alo ngay trực tiếp cho mình thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Xin chào mọi người.